Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Nhà Glazer hứa sẽ chi tiêu lớn chuyển nhượng sắp tới. Fernandes tiết lộ người đá penalty tiếp theo của MU. Cách đơn giản để Solskjaer mở khóa gia đình Sancho và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Giới chủ MU cam kết vung tiền cho chuyển nhượng tới. Đồng sở hữu Jose Glazer hứa sẽ tiếp tục chi tiêu lớn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới của Quỷ Đỏ. Ông nói, chúng tôi rất hạnh phúc với kỳ chuyển nhượng hè vừa diễn ra. MU luôn có thể cải thiện và cần nhiều thứ phải hoàn thành. Điều quan trọng nhất chính là sự thành công trên sân cỏ của đội bóng. MU theo đuổi hậu vệ cánh 18 tuổi, Calvin Ramsey. Theo tờ The Sun, MU đang dành sự quan tâm tới tài năng 18 tuổi, Calvin Ramsey của câu lạc bộ Aberdeen của Scotland. Theo nguồn này, bộ phận tuyển trạch của Quỷ Đỏ đã theo dõi rất sát sao Calvin Ramsey và đang tạo hồ sơ chi tiết trước khi đưa ra một lời đề nghị. Hậu vệ phải 18 tuổi chính là điểm sáng trong đội hình Aberdeen, thay ngay cả khi đội bóng trải qua chuỗi 8 trận khó khăn không biết mùi thắng. Ramsey hứa hẹn tương lai sau khi có trận ra mắt cho đội U21 Scotland trong trận hòa với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại U21 châu Âu hồi tháng trước. Calvin Phillips bị chặn đến Old Trafford. Daily Star loan báo, Leeds United mở cuộc đàm phán bàn về gia hạn hợp đồng với tiền vệ Calvin Phillips trước sự quan tâm của MU. Đội bóng của Solskjaer được cho đang chuyển sự quan tâm từ Declan Rice của West Ham, được định giá quá cao là 100 triệu bảng, sang Calvin Phillips để thay thế. Tuy nhiên, Leeds United không có ý định để mất ngôi sao 25 tuổi nên đã tiến hành đàm phán hợp đồng mới với đại diện của Calvin Phillips, hòng chặn đứng âm mưu của MU hay bất kỳ sự quan tâm nào. Nguồn tin cho biết, chủ sở hữu Leeds United sẵn sàng biến tiền vệ này trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất câu lạc bộ. Ngoài MU, các đối thủ Premier League là Liverpool và Man City cũng để mắt đến Phillips, người được định giá khoảng 60 triệu bảng. Phillips có 218 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Leeds United kể từ khi ra mắt vào năm 2015, ghi 14 bàn và cung cấp 12 pha kiến tạo. MU đã tìm thấy vai trò hoàn hảo dành cho Jesse Lingard. Bỏ qua sự thất vọng ở cuộc đấu tại Young Boys, Lingard đã trở lại ở những trận đấu gần đây. Phong độ cao của tiền vệ 28 tuổi là điều mà giới truyền thông và chuyên môn tin rằng Liverpool xứng đáng được ra sân từ đầu ở những trận đấu sắp tới. Bởi lẽ, cái tên thường được tin tưởng ở vị trí hành lang trái là Jadon Sancho thì vẫn chưa nổ súng. Nếu Solskjaer sắp xếp Paul Pogba chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lùi sâu một lần nữa, cuộc đấu với Everton cuối tuần này có thể là cơ hội dành cho Lingard. Mọi thứ đương nhiên vẫn còn tùy thuộc vào việc Solskjaer sẽ chọn Lingard hay Sancho cho hành lang trái. Dẫu vậy, ngay cả khi Lingard cho thấy bản thân xứng đáng với một suất đá chính, việc ngôi sao 28 tuổi tạo được dấu ấn khi vào sân từ băng ghế dự bị vẫn là một vũ khí quan trọng và ấn tượng của Man United. Không ai có thể sánh bằng Lingard ở khả năng thích ứng và xoay chuyển cục diện trận đấu. Nếu Solskjaer tiếp tục sử dụng Lingard làm vũ khí bí mật trên băng ghế dự bị, huấn luyện viên người Na Uy nên biết cách đảm bảo và giữ lửa cho tiền vệ tấn công này, sao cho Lingard cảm thấy được coi trọng ngay cả khi phải thường xuyên chờ đợi để được tung vào sân. Chelsea cân nhắc chiêu mộ Pau Torres. Đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang đạt phong độ cao đã phải chịu hai thất bại liên tiếp trước Man City và Juventus với việc hàng công tịt ngòi và để thủng lưới hai bàn. Theo Netimin, Chelsea đang cân nhắc chiêu mộ trung vệ Pau Torres của Villarreal để tăng cường nơi hậu tuyến. Nguồn trên cho hay, các tuyển trạch viên của Chelsea rất ấn tượng với Pau Torres, người cũng đã được MU quan tâm ở phiên chợ hè vừa qua. Tuy nhiên, có ý kiến rằng huấn luyện viên Tuchel nên cân nhắc kỹ xem có thực sự cần bổ sung nơi hàng thủ tuyến mà họ được đánh giá trong số những trận đội mạnh nhất ở châu Âu. Trong khi đó, với hàng công dù được bổ sung thêm Lukaku thì Chelsea vẫn cho thấy vất vả trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Arsenal tỏ rõ thái độ với Juventus trong vụ Saka. Theo Mirror, trước những tin đồn đến việc Juventus muốn có Bukayo Saka, ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên Mikel Arteta đều tỏ ra không mấy bận tâm. Dù chỉ còn 2 năm hợp đồng tại Emirates, tuy nhiên pháo thủ rất tự tin vào việc cầu thủ người Anh sẽ sớm ký vào thỏa thuận mới với đội bóng. Real muốn sở hữu Cavani. Theo nguồn tin từ El Nacional, Real Madrid đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Edinson Cavani của Manchester United. Đội chủ sân Santiago Bernabeu muốn đưa cầu thủ người Uruguay về để làm phương án dự phòng cho Karim Benzema. Fernandes tiết lộ người đá penalty tiếp theo của MU. Dù đã thực hiện thành công 21 trên 23 quả penalty cho Man United, nhưng nhiều người vẫn cho rằng sau tình huống bỏ lỡ tệ hại thì ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ đánh mất luôn quyền đá phạt đền vào tay Cristiano Ronaldo. Song có vẻ như viễn cảnh đó đã không xảy ra. Trao đổi với BT Sport sau trận thắng Villarreal tại Champions League vừa qua, Bruno khẳng định mình vẫn là người thực hiện những quả penalty cho Quỷ Đỏ ở trận đấu này. Tôi đã có trách nhiệm đá phạt đền, nhưng chúng tôi không được hưởng một quả penalty nào cả.
huấn luyện viên quyết định trước trận đấu ai sẽ là người đá pen. Bên cạnh đó, Bruno thừa nhận mình cũng luôn tin rằng Manutus sẽ giành trọn 3 điểm trước tàu ngầm vàng. Anh chia sẻ thêm, tôi luôn có cảm giác chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu và khi họ ghi bàn, tôi cũng cảm thấy rằng chúng tôi có thể trở lại và lật ngược tình thế. Sau bàn thắng của Alex Telles, mọi người đều cảm thấy bầu không khí thật khó tin, sự thúc đẩy từ những người hâm mộ thật đáng kinh ngạc. Cách đơn giản để Solskjaer mở khóa ra đền Sancho. Theo quan điểm đến từ cựu cầu thủ Danny McPhee, sự có mặt của Cristiano Ronaldo là lý do khiến Sancho ít được ra sân hơn và bắt đầu gặp khó khăn. Theo anh, huấn luyện viên Solskjaer nên đối xử với Sancho giống cái cách huấn luyện viên Pep Guardiola đang áp dụng với Jack Grealish. Sancho có gặp khó khăn một chút nhưng tôi không lo lắng. Khi bạn đã có được tài năng đó, tôi nghĩ chỉ cần có thêm thời gian để tìm ra nhịp điệu cũng như vị trí của mình trong tập thể. Tôi nghĩ Sancho gặp khó khăn vì Ronaldo, nếu không thì cậu ấy đã được ra sân nhiều hơn. Nếu bạn còn nhớ trận đấu đầu tiên với Leeds United, Greenwood chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, nhưng kể từ khi Ronaldo đến, họ đã bố trí Greenwood bên hành lang cánh phải. Tôi là một fan cứng, nhưng tôi nghĩ Greenwood nên là tiền đạo trung tâm. Một ví dụ tuyệt vời là Jack Grealish tại Manchester City. Kể từ khi gia nhập câu lạc bộ, cậu ấy đã ra sân trong mọi trận đấu, bất kể màn trình diễn như thế nào. Nếu Jack Grealish bị loại khỏi đội hình thì các cuộc bàn tán sẽ bắt đầu và nó cũng sẽ hiện ra trong đầu cậu ấy. Solskjaer cần phải mạo hiểm hơn với Man United. Bàn thắng của Cristiano Ronaldo là lời nhắc nhở với huấn luyện viên trưởng Manchester United về những thay đổi để Quỷ Đỏ táo bạo và tươi mới trong lối chơi. Đặc sản của Alex Ferguson, Ferry Tam đã trở lại Old Trafford giữa thời điểm Ole Gunnar Solskjaer chịu nhiều chỉ trích và hoài nghi. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Ronaldo là liều thuốc quan trọng sốc lại tinh thần cho Man United. Quan trọng hơn, nó cho thấy đội chủ sân Old Trafford có thể gặt hái những thành quả nếu huấn luyện viên trưởng của họ dám đưa ra những điều chỉnh mang tính mạo hiểm hơn. Dù Man United chiến thắng, Villarreal mới là đội đá hay hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery chơi một trận đấu xuất sắc về mặt chiến thuật. Dù phải làm khách trên sân Man United, Villarreal khắc chế được lối chơi đội chủ nhà và khai thác triệt để cách nhược điểm trong cách vận hành của đối phương. Việc Man United gặp khó khăn trước Villarreal là điều nhiều người có thể dự đoán từ trước trận. Đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery cực giỏi trong việc chơi lùi sâu, bịt các khoảng trống ở phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Khi Villarreal chủ động lùi sâu, bộ đôi trung vệ chơi chân giỏi như Lindelof và Varane khá thoải mái trong việc phát động tấn công. Tuy nhiên, việc Man United dựa nhiều vào các pha chuyền bóng của bộ đôi trung vệ cho thấy sự thiếu ý tưởng trong lối chơi. Lối chơi của Man United chỉ thực sự khởi sắc trong khoảng 15 phút cuối trận kể từ khi Edinson Cavani và Matic vào sân. Matic giúp khả năng luân chuyển bóng theo trục dọc của Man United nhanh hơn nhờ các đường truyền trực diện, điều mà Pogba và McTominay không làm tốt trận này. Một lần nữa, vấn đề ở hàng tiền vệ của Man United tiếp tục khiến người ta phải nhắc đến. Trên hàng công, sự có mặt của Cavani giúp Ronaldo được trả về cánh trái, nhờ đó siêu sao người Bồ Đào Nha có thêm nhiều không gian di chuyển và tìm cơ hội. Cavani không chỉ làm tốt trong việc thu hút và làm tường, khả năng di chuyển không bóng của trung phong người Uruguay giúp lối chơi của Man United thánh thoát hơn. Với hai cầu thủ có khả năng chơi đầu giỏi, các quả tạt của Man United tỏ ra nguy hiểm so với quãng thời gian trước đó của trận đấu. Kể từ khi Ronaldo về lại Old Trafford, các quả tạt ở nhiều cự ly là vũ khí sở trường của Man United khi gặp các đối thủ tập trung quân số đông ở phần sân nhà. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Ronaldo giỏi nhất ở khả năng di chuyển từ cánh trái vào trung lộ và dứt điểm. Siêu sao người Bồ Đào Nha không phải mẫu cầu thủ trung phong điển hình. Các cổ động viên Man United có quyền nói rằng nếu Cavani không vào sân, đội bóng thành Manchester có thể đã không có chiến thắng. Cavani là người mở ra đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Ronaldo. Cựu chân sút PSG nhận bóng ở cánh trái, di chuyển tạo khoảng trống rồi chuyền bóng cho Fernandes nhả ra để Fred tạt vào đến vị trí của Ronaldo. Sự có mặt của Lingard cũng là vấn đề mà Solskjaer cần lưu tâm. Tiền vệ người Anh để lại dấu ấn trong bàn thắng của Ronaldo với tình huống gây áp lực lên hàng thủ Villarreal. Solskjaer có lý do để cất Lingard lên bằng người dự bị và chỉ tung cầu thủ này vào cuối trận khi lối chơi của Man United bế tắc. Lingard có những hạn chế nhất định trong lối chơi. Tuy nhiên, cách tiền vệ người Anh di chuyển, gây áp lực và tạo ra kết nối trên hàng công là những gì Man United còn thiếu trong lối chơi. Tuy nhiên, không phải lần nào Man United cũng có thể chiến thắng kịch tính khi Solskjaer tiếp tục sử dụng các sơ đồ và cách vận hành chiến thuật bộc lộ nhiều hạn chế kể từ đầu mùa. Chiến lược gia người Na Uy cần tìm một giải pháp khác trong lối chơi để giải quyết đối thủ từ sớm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.